Chào các bà con cô chú anh chị đến với video của Đình Vân Thế Giới Máy. Vâng, thưa các bà con cô chú anh chị, để sử dụng một sản phẩm bình xì điện hàng chính hãng có nguồn gốc, địa điểm bảo hành, thời gian rõ ràng chính xác, mời các bà con cô bác anh chị đến với video hôm nay. Và đây là một sản phẩm bình xì điện đang được trưng bày bán tại cửa hàng Thế Giới Máy của chúng tôi. Bình xì điện có model COV20DP và mời các bà con chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm. Phụ kiện đi kèm theo bình gồm có bộ dây đeo, lọc rác, cục sạc bình ắc quy và một số béc xịt. Bình xịt điện COV20DP sử dụng hai bơm độc lập, van chỉnh áp và núm sạc bình ắc quy. Bình xịt điện COV20DP sử dụng bình ắc quy 12V 12Ah. Phía trước bình có đồng hồ báo năng lượng pin trong bình. Tay cầm khóa van bi rất chắc chắn. Cần rút inox có thể kéo dài 1m2. Và bây giờ mình sẽ test béc đôi để bà con cùng xem. Với lượng xương rất mịn, phù hợp để với bà con xịt thuốc trừ sâu. Và đây là béc đơn đi kèm theo bình. Một béc hoa sen giúp cho bà con có thể sử dụng trong mô hình muốn lưu lượng nước nhiều. Một béc mỏ vịt rất dễ dàng sử dụng, ra lượng nước rất là đều. Và đây là béc hòa tiền bằng đồng. Chúng ta có thể dùng béc hòa tiền để rửa xe tại nhà. Bình xịt điện COV20DP có chính sách bảo hành chính hãng cho bà con tới 12 tháng tại các chi nhánh cửa hàng Thế Giới Máy trên toàn quốc. Quý bà con có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ tới số điện thoại nằm ở dưới góc video của màn hình hoặc đến tại cửa hàng Thế Giới Máy để được kỹ thuật viên chúng tôi tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Xin chào, hẹn gặp lại quý bà con ở video tiếp theo.